Biren tiếc nuối vì có con với Kim Tae-hee. Biren bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tận hưởng thời kỳ mới cưới với Kim Tae-hee lâu hơn vì cả hai có con sớm. Hàn Quốc đã có không ít cặp đôi nghệ sĩ phải chia tay, đường ai nấy đi, nhưng cho đến giờ sau 4 năm kết hôn, Kim Tae-hee và Biren vẫn nồng nàn, lãng mạn như lúc mới yêu nhau. Tuy nhiên, mới đây trên sóng truyền hình, Biren lại bất ngờ tiết lộ về điều bản thân cảm thấy thất vọng trong cuộc hôn nhân với Kim Tae-hee. Trong chương trình You Quit on the Block của đài TVN mới đây, Biren đã thổ lộ về cuộc sống hôn nhân của mình. Đây là lần hiếm hoi anh tiết lộ về hôn nhân với Kim Tae-hee cũng như nhắc tới con của mình. Cụ thể, khi diễn viên hài Jo Se-ho thắc mắc điều hạnh phúc nhất khi bạn về nhà sau giờ làm việc là gì, Biren thẳng thắn, đó là khoảnh khắc tôi nhặt đồ chơi cho các con khi đi vào nhà. Không chỉ vậy, anh còn cho lời khuyên, mọi người hãy cố tận hưởng sự yên tĩnh khi độc thân một chút nhé, khiến những người xung quanh bật cười. Nói về cuộc hôn nhân của mình, nam tài tử của ngôi nhà hạnh phúc cho biết, yêu và cưới là điều tuyệt vời, tuy nhiên, anh vẫn có chút tiếc nuối vì không có nhiều thời gian để tận hưởng khoảng thời gian của một cặp vợ chồng son. Tôi ước mình có thể tận hưởng thời kỳ mới cưới lâu hơn, vợ tôi mang bầu con đầu lòng sau khi chúng tôi mới cưới, nên khoảng thời gian tân hôn của hai vợ chồng khá ngắn, Biren tâm sự. Dù có đôi điều tiếc nuối nhưng Biren vẫn vô cùng hạnh phúc bên cạnh bà xã Kim Tae-hee và hai cô công chúa nhỏ. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng khiến dàn nghệ sĩ trong chương trình cười nghiêng ngả khi tiết lộ rằng, dù bên ngoài anh là một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng khi về nhà, anh cũng như bao người đàn ông khác của gia đình vẫn phụ vợ nấu cơm dọn dẹp, đặc biệt là rất thường xuyên dọn đồ chơi cho con. Kết hôn từ năm 2017 đến nay, vợ chồng Biren và Kim Tae-hee đã có với nhau hai người con. Con đầu lòng của cặp đôi chào đời vào tháng 10 năm 2017. Đến tháng 9 năm 2019, cả hai chào đón người con thứ hai. Khác với nhiều cặp đôi nghệ sĩ khác, Biren và Kim Tae-hee khá thoải mái chia sẻ về cuộc sống riêng tư trên truyền thông. Họ đang tận hưởng một cuộc hôn nhân hạnh phúc mà ít có cặp đôi nghệ sĩ nào có được. Cặp vợ chồng đình đám xứ Kim Chi chưa bao giờ để lộ mặt hay hình ảnh của con. Cặp đôi chỉ thông báo tin vui để khán giả có thể chúc mừng cho gia đình mình. Thực tế, Biren rất yêu chiều và quan tâm đến hai cô công chúa. Trước đó, bức ảnh anh lộ diện với diện mạo không thể kỳ quặc hơn khi đeo khuyên tai và dùng đồ chơi của con gái. Nhiều người cho rằng ông xã của Kim Tae-hee mới bị hai cô con gái quyền lực bắt nạt. Biren cũng chiều theo sở thích của các bé nên không ngại dìm hàng bản thân. Biren Kim Tae-hee là cặp đôi vàng, gia đình kiểu mẫu của làng giải trí Hàn. Cặp đôi đã có khoảng thời gian gần 10 năm bên nhau, từ lúc yêu cho đến khi kết hôn và có con. Đến giờ, gia đình Kim Bi vẫn rất viên mãn. Cũng trong chương trình, Biren đã chia sẻ lý do vì sao anh không thường xuyên cùng vợ đi ăn. Nam ca sĩ cho biết, trước đây anh thường xuyên săn lùng các nhà hàng có món ăn ngon và ăn đến 5 bữa một ngày. Tuy nhiên, Kim Tae-hee lại ăn rất ít, có khi cô chỉ dùng một bát súp. Chính vì thói quen ăn uống khác biệt nên cặp đôi thi thoảng mới đi ăn cùng nhau. Dù vậy, điều này chẳng thể ảnh hưởng được đến hạnh phúc gia đình. Biren cũng mới lần đầu hé lộ về căn biệt thự của mình thông qua chương trình. Ngay lập tức, khán giả choáng váng với căn hộ siêu rộng rãi và cực sang trọng trị giá 5 tỷ won, khoảng 100 tỷ đồng tại Seogwon-gin, Yongsan, Seoul của cặp đôi Biren Kim Tae-hee. Ngôi nhà của vợ chồng Biren được thiết kế với phòng gym rộng rãi, được trang bị TV màn hình lớn, rất nhiều thiết bị tập thể dục và có cả đàn piano. Bên cạnh đó là một hầm rượu quý hiếm, đắt tiền, cùng phòng trưng bày danh hiệu và những chiếc cúp của Biren và Kim Tae-hee. Được biết, cặp đôi đã đạt tất cả các giải thưởng nhận được trong suốt sự nghiệp bên cạnh nhau. Hiện tại, Biren Kim Tae-hee vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau. Trong căn biệt thự hàng 100 tỷ đồng trong sự ngưỡng mộ của rất nhiều người, cả hai được xem là cặp đôi vàng, gia đình mẫu mực của làng giải trí Hàn Quốc.